lại là một siêu phẩm của BTS ra mắt vào đầu năm 2022. Bạn có đang mong đợi sản phẩm BTS Hunter X Cut Out? Vậy thì cùng Gift Fan khám phá chi tiết em ấy qua video này nhé. Trình làng vào ngày cá tháng 4, em BTS Hunter X Cut Out có dáng vẻ khá lương lẹo. Nói thế là bởi vì điểm nhấn của giày nằm ở những đường nét cut out táo bạo, giúp diện mạo thêm cá tính. Phần mũ quai là sự kết hợp giữa da sinobuck, vải canvas lưới tăng sự thoải mái và thoáng mát. Đế giày được làm từ chất liệu UP có khối lượng chỉ từ 204g, lớp lót trong Ultralight êm ái cùng công nghệ massage 6 điểm tối ưu trải nghiệm trên chân. Phần cổ giày còn được trang bị thêm một lớp đệm êm ái bên trong, tạo sự thoải mái khi mang. Với màu sắc kem lì cùng thiết kế cá tính, BTS Hunter X Cut Out sẽ phù hợp nhất với những bạn ăn mặc có style. Sản phẩm cũng là sự lựa chọn không tồi với những ai đang tìm kiếm em giày đồng hành cùng mọi hoạt động thường ngày đó nha.